Trời ơi. Xem nó bữa rồi chơi ha. À. Có em cu tơ này cũng sung, em cu tơ này gáy nha các bạn. Gáy mà cái giọng nhỏ chít mắc cười lắm. Hồ. Các bạn thấy cái vàng quy của em đẹp không? Ôi, trời, từ từ em. Các bạn thấy hồi này nó bữa gớm không? Bữa lắm ạ. Nó nhịp cánh đi dụ máy. Chào mừng các bạn đến với channel của con siêu 7 clip vừa rồi mình thấy dài quá nên cho nên mình ngưng lại các bạn ơi. Thì dài quá không các bạn xem, các bạn thấy dài quá xem không chán, xem không hết chứ nghe không hết. Nên mình cắt ra mình làm tiếp tục ha. Đó, thì thức ăn mình đã nói với clip trước rồi ha. Còn với các bạn nhiều các bạn yêu cầu mình làm và mình san sẻ lại các bạn. Thì mình nói chung là mình yêu mến cái loài chim kiển, thì mình không phải con thấy con chim mình cũng thương, mình đặc biệt thấy con chim của ai nuôi mình cũng thấy thích thấy thương, cho nên mình thấy nó thiếu thốn này nọ mà thấy nó đèo đẹp nữa, mình thấy nó cũng xót. Vì vậy có các bạn nuôi thì chỉ cho ăn lúa với nước thôi à, cho ăn gì thì nó cũng được, cũng gáy bình thường mà nó cũng sống bình thường, nhưng mà nói chung là nó thiếu chất nhiều lắm. Nó sống thì vẫn sống mà thiếu chất nhiều lắm, nó dễ xảy ra mấy cái bệnh. Bởi vậy mình nuôi mình nó cho nó ăn đầy đủ cho nó có sức đề kháng nhiều, nó kháng bệnh với nó sung trong người, nó gáy nhiều hơn. Thức ăn chỉ hỗ trợ mấy cái loại này, nó chỉ hỗ trợ cho chim nó khỏe gáy nhiều hơn, chứ không phải là cho con chim cu ăn thì nó gáy nha các bạn. Chứ các bạn đừng nghĩ con chim cu gáy nó không gáy gì, cho ăn vô nó gáy nha. Trời, nó khi nó không gáy là tại vì nó còn nhát các bạn, nó chưa dám gáy. Chứ có các bạn cũng hỏi cái này, trời sao em mua con cu về mới cái từng lễ nay mà nó không nghe, nó gáy gì không có nghe, gáy không nghe rụ chứ. Rồi mình xin trả lời cho các bạn là nuôi cu gáy không có tính theo ngày theo tháng được, các bạn phải tính theo năm luôn á. Trời, khi người ta nuôi con chim nó nhát cả năm trời nó mới dám gáy, chứ nói gì mà vài bữa mà đem về vài bữa mà nó gáy các bạn. Một con chim mồi của hay chim khách của người ta đang gáy rụ, chứ khi nó về nó lạ chỗ cái nó còn chưa có dám gáy rụ nữa các bạn. Đợi nó thích ứng lòng với môi trường xung quanh nó mới sung, nó mới gáy lại chứ nói chi là mình bắt con chim rừng hay mình mua con chim người ta bẫy về mình đem về gáy liền đâu các bạn ơi, không có đâu nha. Nuôi lâu lắm, nuôi chim cu gáy là phải nói chung phải kiên trì kiên nhẫn và đam mê thì mình nuôi để mới thích. Từ khi một con chim rừng đem về mà mình nuôi nó lên, nó gáy, nó sung, nó rù mình cả một quá trình ha. Thì mà mình chơi như vậy mình chơi nó mới vui sướng các bạn. Nói thì thức ăn mình chỉ là bổ sung thêm thôi, chứ không phải mình lên đây để mình quảng cáo thức ăn này nọ. Hay nói chung là mình nuôi cũng nhiều rồi, mình
cũng không có thời gian để mà làm nhiều để đến nỗi mà bán gì lắm đâu các bạn ơi, tại các bạn yêu cầu mình quá cho nên mình mới làm và mình chia sẻ các bạn. Thì sẵn đây mình làm cho mấy cái đàn chim của mình ăn đó, nguyên một cái đàn chim, nguyên một cái dàn chim sinh sản, chim mồi, chim cách của mình. Mà đặc biệt mình đăng lên có các bạn vô yêu cầu mua quá trời mua. Mình các bạn thông cảm nha, mình chưa có nhiều chứ mà có các bạn đặt tới, đặt trước đi, đặt tới đâu mình làm tới đó. Tại vì tháng này mưa gió mưa bão các bạn, trời ơi đâu có phơi được đâu, nếu mà mình trộn số lượng lần nhiều quá rồi gặp ổng mưa không một cái là ôm một đống luôn các bạn ơi. Các bạn biết rồi, lúa mà tẩm vitamin rồi tẩm này nọ mà không có phơi lại được nó ráo rồi là nó hư nó ôi luôn nha các bạn. Phải có nắng lên mình mới dám làm phơi nó ráo mới bảo quản được đó. Thì lúa này mình mua ở ngoài 1 kg 10 ngàn rồi ha, về mình vô 10 kg giúp còn có 8 kg, rồi mua thêm thức ăn này nọ thêm 5 ngàn nữa đó. Rồi tiền nước, tiền rửa, tiền này, tiền kia, nói chung là cũng 10 mấy ngàn. Mình san sẻ là các bạn 20 ngàn tiền công mình phơi tới phơi lui, phơi ra phơi vào, chạy tới chạy lui nè, chạy mưa chạy nắng đó. Còn cái này thức ăn này, thức ăn ngũ cốc này thì mình san sẻ cho các bạn là 40 ngàn một ký nè. Đó. Nó gồm có đậu xanh rồi lứt đỏ rồi lúa vitamin rồi bo bo trắng, bo bo đỏ của mình ở đây xay ra cho nên nó còn vỏ vỏ, rồi lúa mì, rồi đậu xanh, rồi bắp, rồi kê đỏ, kê vàng, cỏ thái ha. Các bạn biết mấy giá này, từng loại hết rồi, 30 mấy ha. Có thằng lúa thằng bắp thì nó hơi rẻ hơn ta, là lúa này thì 20 bắp 8 ngàn đó. Nói chung là chia sẻ lên các bạn đó, sẽ các bạn lấy tiền công thôi à. Rồi cái này thì 100 ngàn mình mua 100 ngàn một ký rồi đó, mình vẫn san sẻ các bạn 100 ngàn ký luôn. Thì các bạn nào yêu cầu mình trộn thêm mấy cái này của mình tự làm thì mình trộn, còn không thì các bạn cứ lấy nguyên si nó, mình sẵn các bạn mua mình gửi một lượt cho các bạn đỡ cái tốn tiền ship này nọ thôi. Chứ các bạn mua mấy hàng này thì vài chục không có nhiều, mà tiền ship nó một khi nó còn mắc hơn mà. Các bạn mua lận ký ký hả, tiền ship nó mắc hơn cái tiền hàng nữa đó. Nhiều bạn hỏi cũng vui lắm, nhiều mua 2 ký lúa và cái lúa này hỏi có bao ship chưa, ký lúa 20 ngàn nó, thí dụ bo bo đỏ 30 ngàn, mấy cái này nè ngũ cốc là 40 ngàn nè. Các bạn hỏi mua ký 2 ký có bao ship chưa, thì ví dụ 1 ký này 40 ngàn bao ship, tiền ship nó ra có khi nó ra 50 mấy ngàn, rồi mình lỗ thì 10 mấy ngàn mất thêm ký này nữa, các bạn đâu được các bạn ơi. Mấy cái hàng nặng này nó không có bao nhiêu tiền mà tiền phí nó cao các bạn, cho nên các bạn mua hàng nên cân nhắc kỹ trước khi mua ha. Chứ phần các bạn mua hàng trên mạng thì khi chỗ mình không có mua đâu cũng có, chứ mình bắt buộc mình nó mua trên mạng thì mình phải mất tiền phí đó là chuyện bình thường các bạn ơi. Tại vì mình chạy đi chỗ này chạy đi chỗ kia mấy chục cây chạy đi chạy về mình mua mà khi không có thì cũng mất tiền xăng tiền gọi vô đó. Còn cái này mình ngồi tới ở nhà mà người ta giao hàng tận nơi cho mình luôn thì mình tốn mấy chục ngàn tiền của người ta chạy xăng xe giao hàng là chuyện bình thường thôi, mình có gì đâu mà mình phải than vãn mấy vụ đó các bạn. Rồi thôi mình đi quay mấy con chim cho các bạn xem nha. Trời ơi nguyên cái mấy ông nội này khôn quá ha, trộn ngũ cốc cái ăn mấy cái hạt kia trơ luôn, bắp nó chừa lại hay thiệt các bạn. Quên nói các bạn là nó lựa là dữ lắm nha các bạn ơi, cho nên mình để một cống cho nó ăn thật sạch hết rồi mình nói cho nó ăn tiếp, chứ bỏ vô hoài khi nó phái lựa hạt thật nào nó ăn suốt luôn, là mấy cái hạt kia còn cù lại hoài đó các bạn thấy không. Bỏ mấy hạt khác vô lụm nữa. Ở đây cô con là mình đã tập cho nó ăn ngũ cốc hết nha các bạn, cho nên các loại hạt gì nữa các bạn có mua chim cô con mình về thì nó biết ăn đầy đủ hết à, nó không có kén ra thằng nào á. Lụm hết đó. Thì chủ yếu mình nuôi cô con, thì chủ yếu mình nuôi chim sinh sản.
Còn mấy cái thức ăn chủ yếu mình chia sẻ lại cho anh em thôi, chứ nó cũng mất thời gian lắm. Làm mấy thức ăn đó nó mất thời gian lắm các bạn ơi. Có anh em mua chim cu của mình về thì mình sẵn đó mình san sẻ thức ăn này nọ luôn cho mình, tại vì mình muốn chắc chim cu nó được tốt hơn, được ăn uống tốt hơn. Đó, đây là mấy con chim mình lên khách chứ mấy con chim bổi bổi nổi. Đó, các bạn thấy cái lồng nào hôm nãy mình chùm thấy gớm không? Còn đây mấy cái lồng này là mấy cái lồng mình hạ thổ phơi nắng cho nó nè các bạn, phơi nắng cho mấy con bổi, mấy con bổi nó mới lên á. Còn ngoài đây là cái dàn sinh sản với dàn chim tơ mình ha. Đó, đều có nắng sáng hé vào ha. Con chim con mới 2 tháng tía tè tè nè các bạn. Đó. Rồi sơ lược cho các bạn xem quanh vòng nữa ha, tại cái này mình cũng quay rồi quay hoài nữa thì nó nhàm ha. Con này nó cũng biết tè mắc cười đó. Gáy cái con. Nó gù gù mắc cười, nó gù không ra tiếng. Đây là cua Pháp ha. Cua Pháp thì đó mình cũng mua vài cặp về tính làm vú nuôi. Mà ở đây chim mình nó đẻ ra là tự nó ấy hết nha các bạn ơi. Tự nắp hết à, không có bỏ tổ gì á. Giờ mình để theo tự nhiên ấp. Tự ấp, tự nở nuôi con chứ không có lấy trứng mà kiểu một tháng mà lấy ra 3 lần nha các bạn. Một tháng bắt nhỏ đẻ 3 lần. Thì cái đó là không có các bạn ơi. Nuôi kiểu đó là nuôi kiểu dạng công nghiệp rồi. Như của đó chim nó, con của mình nó không có, nó không có khỏe. Chứ cho ăn thức ăn gà đẻ này nọ đó, chủ yếu tụi nó đẻ nhiều, nó ăn thức ăn thì nó yếu lắm. Còn mình chơi ở ngoài trời đó, cho mày kiểu như tự nhiên thiên nhiên mày, tự mày ăn uống đạp đẻ nuôi tự mày đó. 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 Các bạn thấy kiểu hoang dã hoang sơ không? Chứ không có bài bản như người ta có mái tôn chuồng trại đàng hoàng ha. Chơi ở ngoài vậy đó. Đó, thì quay sơ các bạn nguyên vàng ha. Rồi thôi, video mình xin kết thúc tại đây nha các bạn ơi. Chúc tất cả các bạn có được những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc, một sức khỏe dồi dào nha. Bye bye, dùm hẹn gặp lại clip tiếp theo nha. Bye bye.